Mọi thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ hotline 0947 636 122, 0968 591 772 hoặc bạn có thể tới trực tiếp 3 chi nhánh của Lạc Hồng tại miền Bắc, miền Trung, miền Nam sau đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.